afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Và ngày hôm nay các bạn có thể thấy là một nhân vật rất là đặc biệt được mình lôi đi ranh. Bởi vì mình vừa mới mở ra được cái phụ kiện A của nhân vật này. Và trong một mùa mở được hai phụ kiện A, cảm giác rất là vui. Nên là vác đi ranh luôn. Tại vì đi ranh thì sẽ có cái gì đó nó nghiêm túc hơn, đỡ chôn chôn chôn. Nên là nói chung là cố gắng. Yo, hôm nay bị ép men tiền đạo mọi người. Mặc dù là không có chơi, không biết chơi luôn ý, nhưng mà vẫn cố gắng. Làm sao là đừng có bóp tim là được, đúng không? Trời ơi, livestream đi Wickmask thì cái thắng thua là vui vẻ thôi. Đi rank làm sao cố gắng là đừng có làm phiền đồng đội là được. Đấy. Hôm nay là đầu tuần rồi. Đấy, một ngày mới. Khởi đầu mới, vui vẻ, không quạo. Trời ơi. Nay em mang bộ skin collab với miền đất hứa, kết hợp cùng với cái đôi giày như thế này, chắc chắn là em sẽ nâng cái tầm cao mới của em lên. Giờ nó múc bang thợ máy rồi. Nhưng mà công nhận là cái nhân vật này á, cũng khá là khó chịu. Nhưng mà nói thì nói chứ biết chơi em. Ủa sao bà kia vô ăn hit luôn rồi. Trời ơi, sửa máy nào, vô nào, cố lên nào. Ừ, bạn vô đây phụ cái máy, mình đi có một cái máy đằng sau sửa cũng được 20%. Ồ, cái hầm ở phía bên khu nhà lớn nha. Cố lên, cố lên, cố lên, cho Việt Nam. Đấy, lát nữa mọi người đi học về, sau bắt đầu mở cái clip của mình lên, bưng tô cơm, ngồi coi, giải trí sau một ngày học căng thẳng. Đấy. Nhưng mà nói chứ thường thường vào cái ngày thứ hai là học có 4 tiết chứ mấy, đúng không? Còn một tiết thì chào cờ rồi. Đấy, chung quy lại thì học có 4 tiết chứ có nhiều đâu. Rồi ôi, nhẹ nhàng, tình cảm. Nó soi luôn tiền đạo, chết dở. Em là em quá khổ mọi người. Đồng đội là đang cố gắng là để cho em đi cứu mà nó soi em. Khổ vậy chứ. Họa sĩ cũng sang cứu được kìa. Trời ơi. Gái ơi, chị đi vô trong kẹt đấy, chị chết chắc rồi đó. Trời ơi, vô cái kẹt đó mà dám đập cái ván nó xuống cũng lạy luôn. Bà là bà mà bất lực các cháu ạ. Ui, tông hay nhưng mà nó thả bóng rồi. Ui, ghê vậy trời. Tha cho em lần này đi anh. Huyết sáo, sợ huyết sáo không có. Ôi, 1-0, đây tông đằng sau này đi. Hí, ấy hiệu ứng quá đẹp luôn, nhưng mà, trời ơi, không cover nổi, nó rớt bóng lâu quá. Joe Layer là người ta chơi, người ta lộn mấy vòng. Người ta mới tông, còn tôi là tôi đi đường thẳng không. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Xịt keo cứng nhắc rồi. Nhưng mà mình cũng hiểu tại sao trận đấu này có hai stun mà dám mang tốc biến, rồi thấy cũng xăm 10 con rồng rồi đó. Ê, đừng có nói lên cái nhánh cứu ghế xong rồi soi nha. Cái nhánh đó bữa nay nó mất dậy ghê. Nhất là những cái bạn mà Hunter hạn chế cam ghế đấy. Những người ít cam ghế thì họ lên cái nhánh đó thì những cái bạn mà cứu ghế xong bị soi rất là ngon luôn. Ui, máy xong hết rồi đó. Ui dồi ôi. Nè hiêu tớ cậu ơi, máy xong rồi. Trời ơi, xịt keo cứng ngắc liền. Nó chơi cái trò kiểu này thôi để cứu bóng tớ cũng được. Để xin phép lock chị gây xa ra khỏi cuộc trò chuyện nhé. Diss chị gây xa ra khỏi group chat liền.
không có tài năng nữa rồi. Rồi. Ô, con tiện tì đó nó đi cắm máy. Tập trung. Focus. Thợ săn di chuyển mục tiêu rồi, giải máy luôn. Ok. Đồng đội em chơi quá hay luôn. Mặc dù em chơi tiền đạo giống như kiểu tiền đình nhỉ. Cũng đã lâu lắm rồi, cũng không có được tham gia cái những cái buổi chào cờ. Nhưng mà trong tương lai chắc cũng có. Không phải có nữa, mà là chắc chắn, đúng không? Rồi bạn nào ra đó mở cổng đi, nó đổi bộ chợ rồi đó. Số hưởng thì được gai gây xa mắt đỏ á. Oh. Rồi, nằm yên đó, tớ cứu. Cứ yên bụng, yên thân ấy. Số hưởng nó được gai gây xa mắt đỏ đó. Ra đó mà mở cổng đi. Chứ mình lên ghế rồi, mình rén lắm. Ok, sao tự máy rồi. Cứ tưởng soi mình thì mình phải chạy ra xa trước đã. Úi dồi ôi, tôi tưởng cái tàu NASA thương hiệu Geisha. Nó phóng một cái mà tôi tưởng là nó lên sao hỏa thăm dò người ngoài hành tinh chứ. Rồi, chơi Việt Nam, bậc thầy giải cứu cho quý gì. Quý gì có thấy em hôm nay đẹp không quý gì? Ui ui, chơi đúng nghĩa với chất tiền đạo luôn ấy. Số phận đã an bài ép buộc mình phải chơi cái nhân vật tiền đạo khi mà mở ra phụ kiện, đúng không? Gây xa trận này chắc tức đỏ máu luôn, đỏ mắt đỏ máu đỏ mặt như cái bộ đồ nó mặc vậy đó. Rồi nó không còn một tí gì động lại trong cái trận đấu này. Mãi mới quất được đứa cho lên ghế cứu. Trời ơi, còn cái gì ở tương lai nữa. Giờ tới đây cũng đã quá muộn rồi. Delete cái con gây xa ra khỏi danh sách dù. Đấy, thơm. Nhâm nhâm măm măm măm. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá. Em sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Nói gì thì nói chứ cứ cho là mình xin nha. Cho phụ kiện gì xin phụ kiện đó, không có chê. Nhưng mà nói chung thì cũng rất là thích cái phụ kiện của tiểu thuyết gia. Nhưng mà con vong nữ, vong hồn, như vong nữ thì con cô hồn, cô hồn các đảng âm binh nữa. Ôi ôi, mặc dù là bị nớp rồi nhưng mà vẫn còn mạnh nha. Thật sự luôn, cái đó là điều chắc chắn luôn. Mới do game thì rất mạnh. Đến khi mà một tuần thì chắc chắn là người ta sẽ có một cái kế hoạch người ta nớp nó xuống. Sau này còn nớp thảm nữa cơ. Đấy, như chị vong nữ giờ nớp rồi đó. Nhưng mà nói chung là nó vẫn mạnh à. Không biết cai là vẫn mạnh như thường à. Nên là chả có cái gì yếu cả. Quan trọng do người chơi thôi. Trời ơi, quan trọng do đồng đội của mình thôi. Mà không có men tiền đạo rồi nhưng mà vẫn bắt chơi. Đấy. Mấy hôm nay mọi người cứ bảo em chơi nữ thút thít với nữ dã nhân đi. Không, em không làm như thế. Em không thể nào để cho mọi người đạt được mục đích, đúng không? Em chơi nữ tiền đạo. Rồi, quá đỉnh. Làm sao mọi người có thể bất kiểu giống như là mọi người có thể ngờ được là em hôm nay em chơi nữ tiền đạo. Rồi, nhìn lại mình đi. Đấy, không có chơi được tiền đạo mà cứ ra mấy cái skin này. Cái skin bị lầy liệt dây thần kinh số 7. Có nhập không? Tính ra cover cho nhập nhưng mà có vẻ bạn ấy không muốn nhập. Ôi, phụ nữ rất yêu. Tối hôm qua bà ngồi bà làm clip. Bà chơi hết một buổi tối với đức mẹ. Bà không có một cái clip nào. Các cháu có thấy bà ngầu không? Ôi dồi, bà vô bà chơi nước hoa, nước chua, bà xịt. Ô, bạn bên gái này không nhập à? Ê, bạn này chơi kiểu không muốn làm phiền đồng đội, mình thấy cũng khá là ok. Rất là đáng yêu. Nhiều má vô là nhập. Đâm ra là phiền dữ. Phiền mà kiểu dữ luôn á, không phải phiền vừa đâu nha. Giờ cũng hơn 11 giờ rồi, xong xíu nữa không biết sao không? Xíu nữa tầm khoảng 1 giờ đổ đi ấy, là cái mặt trời bắt đầu là nó tỏa cái nhiệt độ ra kinh khủng luôn. Là nó thật sự mọi người ấy, nó nóng dã man. Lại cắm mắt rồi. Nóng. Ôi. Hôm qua bình thường ấy, buổi tối mà mình ngủ ấy, là mình sẽ để máy lạnh tầm khoảng đến từ tính từ lúc ngủ
đến khoảng 1 tiếng là sẽ hẹn giờ cho nó tự động tắt. Mà nguyên một ngày trời hấp thụ năng lượng ánh sáng riết mình tưởng mình là cái pin mặt trời không vậy đó má. Thế là thôi, buổi tối dùng được chút máy lạnh thôi, dùng luôn đi, khỏi tắt đi, đắp chăn ngủ cho nó sướng. Trời ơi, nó nóng dã man luôn, sao mà dạo này nó nóng. Nóng mà kiểu giống y như mình ngồi gần bếp lửa của Hoàng Việt vậy đó, của nhà thơ vậy đó, sợ dã man. Rồi cứu nè, vô cho Việt Nam. Xịt cái gì, quen biết gì mà xịt. Cứu nó quá mệt rồi, ngồi đó mà xịt, tức ghê. Ôi trời. Giờ sao? Nhiều vùng đá quá. Đây, mình vô đây cho nó mất 100 điểm luôn đi. Bộ con này dễ mất dấu lắm mà mọi người. Cứ đứng gần phiến đá là lòi cái mặt ra rồi mà còn đi sử dụng cắm mắt chi cho nó uổng skill của trời. Không hiểu. Bạn bé gái có nhập không? Rồi xong, tàn đời. Hí! Ôi, chạy đi bé gái. Mờ mố. Trời ơi, nó đuổi em luôn, khốn ghê. Chơi Việt Nam, chơi Việt Nam. Rồi ôi. Em support cho bé gái mới đành lòng nó đuổi em như con chó vậy đó. Đâu có đủ tài năng mà đuổi tiến đạo. Hết băng rồi. Đối nhân vật này thì các bạn có thể là lên những cái điểm đập ván hoặc là chống dãy. Bởi vì nhân vật này mấy con xì chay thường cái thể lực nó rất là khỏe. Và khi mà nó khỏe thì nó dãy bóng rồi nó đập ván đổ rất là nhanh. Cho nên là mình có thể lên hai điểm đó. Mọi người gu nào mọi người lên cái điểm đó cho mình. Đấy. Đó, leo trèo ván cửa sổ rất là ok luôn. Mấy nhân vật này leo cửa sổ ván con mách, con mù gọi bằng cụ. Trời ơi, nó lộn mèo, nó lộn tường, lộn khỉ, lộn khủng long, lộn đại bàng. Trời ơi, nói chung là lộn người ngoài hành tinh luôn ý. Rất là nhanh, nên là không phải lo, đúng không? Rồi, cổng bên này mở chưa để em đi tới nè. Quá khổ. Sao mà cái con tiện nữ nó cứ lởn vởn. Chỗ nào cũng thấy u tối. Giống như là nó phứt hồn ở bên cổng bên này rồi cái xác của nó đi qua bên kia. Biết là nhìn tưởng vong. Hầm ở đâu vậy? Thôi mình ra đây mở cổng đi. Bé gái tàn đời rồi. Nhưng mà còn có khoảng 20 giây nữa là hết mắt đỏ rồi. Cắm mắt đấy chứ. Con tiện nữ này đầy con nó là vô lãnh cung. Cứu không? Sao mấy bạn kia nghe mùi giống đi cứu quá vậy? Nó lại lôi cái hồ nó sang đây rồi sao mà cổng trời. Không biết lúc nào nó sẽ sang ấy. Nhưng mà bây giờ hiện tại cũng hết mắt đỏ rồi. Ủa mấy bạn kia không cứu mấy con bé gái hả? Trời ơi. À, cho em lần này đi chị gái ơi. Lâu lâu em mới chơi tiền đạo. Lâu lâu mới chơi tiền đạo á. Cho win trận coi. Bây giờ cam cứ phải đảo vô tường này, khổ vậy đó. Mặt thì rút ra trước cổng nhưng mà cái cam phải đảo vô đây. Nhỡ nó gửi thông điệp tình yêu tới là 100 điểm là tàn đời liền. Rồi chị lắc bông lắc binh cho em lên 28 điểm đi, điểm hồi sinh coi. Ủa nó đâu rồi? Úi dồi ôi. Kinh khủng. Uổng thế. Chết rồi nè. Trời ơi. Khổ quá. Khổ dữ. Cố lên. Cố lên bartender, chị làm được. Trời ơi, nó về rồi.
Mai á là team này có bartender có độ hồi máu ấy, không thì chắc cũng mệt đúng không? Ở đây mình đang lên điểm 3 điểm dãy nè, nhưng mà cái ghế gần quá, thực sự quá gần luôn. Em yêu anh làm được, cố lên, cố lên. Oh, hộ giá 4 cung. Ôi trời, chết rồi. Bartender cho xin chai rượu cậu ơi. Hồi nãy mình mới gặp một bạn. Mình gặp lại bạn bartender trận hồi nãy. Trận hồi nãy hai đứa gồng cơ đít lên kia cấu được trận hòa. Cũng gặp cái con vong nữ này, con vong hồn, cô hồn các đảng âm binh tụ hình. Trời ơi, nó nhập tùm lum ấy, đâm ra là khó chơi. Bây giờ nớp ra đi. Một trận nó chỉ nhập được một lần một người thôi. Đó, vậy là nó phế. Thôi để mình sang đây mở cổng hả? Hay sao giờ trời? Không biết phải làm cái gì luôn ý. Phá đỡ đi. Khi mà mình phá đá như thế này mình sẽ không bị tích nội tại nha. Đồng thời là cái điểm của mình sẽ bị giảm xuống nếu như mà Hunter nó không ở gần mình. Ở chung quy lại thì khắc chế nó thì đừng có đảo cao thôi. Và đừng có vô cục vùng cục đá. Mấy cái vùng này nó tích điểm chạy giống y như là sốt rét vậy đấy. Hầm ở đây nè. Từ nha, cứu bartender. Để sang nó cứu. Đây, cho Việt Nam. Giờ chỉ thích cái bà thành viên cổ vũ này là bà ấy cổ vũ cho chúng mình tầm 28 điểm. Ra cứu, ăn hít gục xong sống dậy lại. Ra cổng là ngon. Cổ vũ đi cậu. Oh, không cổ vũ rồi. Úi giời ơi. Ui, kinh khủng. Rồi. Cổ vũ tớ đi để tớ lấy điểm. Khiếp cái bà đấy chơi gì mà bà không có lách bông lách binh gì hết trơn. Rồi lát nó reboot nhé. 44 rồi. Trời ơi, con tiện nữ nó cứ xịt hoài. Nó làm gì mà nó xịt lên, xịt xuống, xịt dưới, xịt lên. Oh. Ôi vậy mà không có trúng luôn á. Oh. Mà cứ xịt đi, ngồi đó mà xịt. Cố lên. Chết rồi, bạn này chết rồi. Giờ sao? Bạn ấy bay rồi. Nhưng mà mình cứ đứng mình chờ xem. Biết đâu có kỳ tích đúng không? Cái hồi nó cứ ở gần đây, cái màn hình nó đen như bộ đồ nó mặc vậy đó. Ô, dãy được kìa. Sách cái đâu mà xa dữ vậy trời. Đây. Đây, có tớ ở đây rồi, cậu không phải lo. Rồi ôi. Dẹp con vong nữ, con vong hồn dùm. Con đâm binh. Đi thôi. Đấy, chúng ta có nhau. Ừ, sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hôm nay là bị ép buộc chơi tiền đạo. Chơi dở xỉu, thật sự chơi dở dữ lắm, dở mà dở kinh khủng.